Hai bạn gặp lại chú Hải. Khỏe. Trời, khỏe chú? Bữa giờ khỏe không? Khỏe. Rồi chào cô. Test street. Test street. Đang đứng thẳng lên. À, ăn cát đồ có ai khách gọi tới kho búp này nọ rồi. Quá wow, trời luôn. Khoan ngồi chỗ nào đằng người ta đòi ngồi chỗ đó. Rồi ăn cái món đó luôn. Ăn một con cá, ăn một lá lốt. Hèn gì con mới vừa gặp cái thằng Minh là nó chửi con liền. Nó kêu là con đi review làm sao mà nó nồi nó nướng cá tối tâm mặt mày luôn. À nướng nướng cho mình luôn hả chú? Đó, đây là lên dĩa nướng nhìn đã các bạn. Lưỡi bò đúng không chú? Lưỡi bò. Ồ lưỡi bò mà nó làm nó thành vậy luôn hả? Ừ. Ok các bạn, thì tiếp theo video ăn lẩu hay đi lao thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bộ ba thần thánh này đi gọi là đi càng quét quanh gọi là phố người Hàn ha, gọi là gì ta? À qua Corentown, sau khi ở bên Chinatown xong chúng ta qua Corentown thì chúng ta sẽ khám phá đồ ăn ẩm thực Hàn Quốc ở tại California, tại Mỹ này các bạn. Thì video này đặc biệt cái nữa là chúng ta sẽ đi qua đó gặp chú Hải là ở nhà hàng trước của mình, thì đặt nhà hàng ở bên đó và mình sẽ qua đó mình gặp mình ăn uống. Tại chú rất là rành ăn các bạn, rành ăn ở tại tại Cali này các bạn. Thì coi thử qua nó bán gì ngon ăn hấp dẫn thì review cho bạn xem. Thì giờ thay tài luôn rồi, là không là nó thay lên lái thay dần của mình. Giờ trời cũng đã về tối rồi các bạn, bây giờ mình đi là tầm 7:30 gần 8 giờ tối rồi. Bạn coi cho bạn coi xem trời ở tại Cali giờ này các bạn. Đây các bạn, trời Cali lúc 7 giờ tối, 7:30 tối nha các bạn. Thì bạn nhìn nè, trời rất là còn rất là hừng nó hừng các bạn. Này là hừng gì mình không nhớ, hừng đông là buổi sáng còn hừng gì. Phần Tây là buổi chiều. Không nhận. Trời Hàn Quốc nè. Phong cách ngồi ăn này là của Hàn Quốc chứ qua hết. Nhân bạc nè. À chúng ta đã tới Korean. Trời ơi tối thui vậy. Korean Town nha các bạn. In a quarter mile, turn left. Tới hả? Cái nhà hàng gì tối thu vậy? Trời ơi! Tới các bạn gặp lại chú Hải. Khỏe. Trời ơi, khỏe chú? Bữa giờ khỏe không? Khỏe. Khỏe đúng không? Này là để hàng. Đại hàng nè, hiện tại mình đang đứng chỗ này gọi là Corentown nha các bạn. Chắc phải quay một vòng cho coi chứ. Corentown đúng không chú Hải? Hả? Nhà hàng nằm đâu? Chú? Nhà hàng của chú đặt ở nằm đâu? À, sau lưng này hả? Đây chú. Sau lưng này là cái gì? Đồ nướng hả chú? Nhà hàng này hả? Là chiên về cái gì? Chú đủ thứ hết, đủ barbecue. Barbecue luôn các bạn. Rồi ok. Chú đặt bàn chưa? Rồi, đặt rồi. À, đây là, kiểu như trong phim Hàn Quốc luôn đó các bạn. Yeah. Nó có mấy cái mùng nè. Ok. Chỗ này nổi tiếng lắm. Nhìn đẹp không bạn? À, ok. Đây nè, bên đây qua rồi. À, bên đây. Ok. Ở xã của chú. À, xã chú luôn hả? Yeah. Trời. À. Em. Rồi, chào cô. Trời ơi, kêu ngon. Cô ghê quá. Chứ giờ kêu là kêu chú. À, đây là em rồi thì phải kêu bằng cô chứ. Đây các bạn. Đây là cô tên gì ta? Hằng. À, cô Hằng là vợ của chú Hải, nhà hàng bữa mình review của Caramel của mình á. Thì hôm nay là tập hợp đông đủ. À, đây là em Tiffany. À, bạn nhớ tôi rồi đúng không? Giờ đi vô nhà hàng bên Hàn Quốc chú nói nổi tiếng đó, là Corentown này lắm. Vô ăn bữa cô là đi Hawaii đúng không? Trời ơi, đi Hawaii bỏ hai cha con lại các bạn. Ok, giờ đi vô đây đi. Bây giờ mình vô trong đó nó check temperature của mình. À ok chú. Trước khi mình vô. Dạ dạ. Giờ vô nó check nhiệt độ đúng không chú? À. Nhìn hay ha, cái này nhìn hay nè. Đúng rồi. Ok. Vô mình khác temperature chứ. Trời ơi nó đông các bạn. Ờ chỗ này nó nổi tiếng lắm, đông lắm. Cái này tới sáng luôn. Trời ơi đông các bạn. Nguyên một dãy. Trời ơi đó bạn, nguyên đông luôn các bạn. Đây vô đây coi đo nhiệt độ nè. À vô từng người vậy hả? Đây bạn vô đo từng người nhiệt độ nè. Set street. Ok. Rồi bên đây. Set street. Set street. Đó, đứng thẳng lên. À. Thank you. Okay. Mình ngồi đây đợi nó ngồi mình liền á. À. Nghĩa là đợi là mới ra đây ngồi. Yeah. À. Là mình sẽ vô trong mình ăn đúng không chú? Yeah. Đúng rồi. Dạ dạ.
Ok các bạn, sau khi ngồi chờ khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta đã có cái bàn để ngồi. Thì cái bàn này chú Hải nói là cái quán này ngon lắm mà phải tốn công ngồi chờ chút xíu. Thì cái bàn dọn là sẽ có một cái mâm này là đồ nướng, đã có bếp ga lên. Xung quanh đây là sẽ dọn sẵn những cái đồ gọi là topping chứ hả con? Topping có sẵn như là nhìn nè, là kim chi, giá đổ làm chua. Cái này là củ cải phải không? À củ cải trắng là banh ra nè, đó này là chả cá Hàn Quốc. Còn cái này là khô tây nghiền. Rồi cái này là spinach gì đó. Cái này là củ cải trắng muối. Sau đó bạn sẽ có cái nước chấm, chắc là nước chấm này nước chấm thịt quá. Đó, thịt nướng. Đó. Trước mắt là review sơ sơ để chú Hải ra, chú Hải chủ sự ngồi miêu tả. Các bạn chứ còn mình thua. How many beer? One beer. How many glass? One. One. Can I get it to order? Yes. Can I have beef brisket, short rib and bulgogi? Trời ơi, tiếng Anh nghi rồi không ạ? Ok, em cầm nói lại gì cho anh Bượng thôi, cái đó là cái gì vậy? Rồi, cảm ơn em nhiều nha. À, nói gì? À, cái đây là cái menu của cái tiệm nữa mà. Anh nhìn nó coi. On gì đấy? On you can eat menu 30 item. Đó, tôi đọc tiếng Anh là gì? Lunch $31. 11 giờ trưa gì nè, tôi không hiểu đang ghi gì nè, tùm lum á. Là pork. Đọc pork đúng không em? Hay là chicken, seafood, salad, gì beef, USDA là gì? USDA là gì? À, chuẩn của cái thịt là các bạn có cái loại chuẩn thịt gì nè? Thịt bò, tôm tala nữa các bạn. Gì rib, finger là móng chân ha. Finger, beef, hot dog. Bó tay. Rồi, tiếp theo đây là cái gì? Salad, rice, ít gì một đống luôn. Rồi. Giờ chúng ta sẽ coi bên đây coi là coi giá. Rồi chú Hải, giờ giới thiệu món ở đây chú Hải nè. Là sành ăn cái này lắm, ăn cái này bao nhiêu lần rồi chú? Ăn nhiều lắm. Đó, bây giờ chú Hải sẽ giới thiệu cái món mà chuẩn bị là mình ăn, mình nướng cái này nọ. Cái này là cái gì mà ngồi chờ 2 tiếng rồi chứ, cái ăn gì chú, ăn cải ăn này nọ hả? Cái này nè, cái này giống như là bánh đúc á. Bánh phở. Bánh phở mình bỏ lên đây mình nướng. À, chúc mừng chú nướng này nọ là chú Hải trình diễn các bạn. Mình cuốn vô thịt. Dạ. Yeah. Đó, rồi mình chấm với lại kim chi, mình ăn mấy cái đồ kim chi giá, kim chi ok chú. Là cho chú Hải trình diễn các bạn. Để mình họ giới thiệu thêm chỗ này. Cái này là cái gì chú? Là cái mình lựa đúng không? Dạ, cái này là cái menu mà ăn trưa nè. À. Nước nè. Cái này là vegetarian. Là chay. Chay, đúng rồi. Đây cho bạn nhìn sơ qua xíu nè đó. Cái menu là 12 đồng rồi mấy đồng gì đó. Đó, tự lựa. Thật sự là mình cũng chưa biết là nó là cái gì hết, để chờ lên món mình mới hình dung ra được. Cái đây là mình đi review ngẫu nhiên thôi chứ mình cũng chẳng không biết trước là nó là cái gì hết. À, ok. Đó, để em lựa chuyên nghiệp. Ok. Cái này là cái bean paste của nó nha. Dạ. Cái này là dầu mè với lại muối. À, dầu mè đang với thịt nướng đúng không chú? Cái này là tỏi gừng, cái này nước mắm với lại jalapeno, ớt xanh nó ngâm. Mắm là mắm gì chú? Mắm Việt Nam hả? Không, cái này là nó chỉ là dầu mè thôi. À, dầu mè thôi luôn á, là đá thịt nướng. Là chuyên quán này là chuyên về đồ nướng không đúng không chú? Dạ yeah, đúng rồi. Đó, là chuyên về nướng không bạn? Có nghĩa là mình ăn lẩu rồi thì giờ mình sẽ ăn đồ nướng. Nói chung là chú Hải là chủ nhà hàng rất là sành ăn nữa. Dẫn qua bây giờ này chú nói là đông lắm, cứ càng về tối là càng đông. Rất là vui tính các bạn, cứ đòi mình review lại ăn với chú Hải. Bữa nay chú Hải đi ăn với mình luôn các bạn. Bữa chú ăn cá đồ, có ai khách gọi tới kho búp này nọ rồi. Quá trời luôn. Dạ yeah, quá trời đúng không? Rồi tới kêu ăn giống kho búp không chú? Đó hả, cái ăn cá này nọ không? Dạ, có. Cá luôn. Một lốt, một cá. Một cá. À, bữa này bữa chủ nhật lên video rồi chú. Khôi ăn sao là ăn như vậy? Ô, khôi cái chỗ cái khôi ngồi kìa, giá nó ngồi. Khoa. Là chỗ con ngồi là cũng chỗ nó ngồi. Khoa ngồi chỗ nào là người ta đòi ngồi chỗ đó. Là ăn cái món đó luôn. Ăn một con cá, ăn một lá lốt. Trời ơi các bạn. Tôi là tôi đi review ngẫu nhiên thôi, mấy ông vô nhà hàng chú có nhiều món ngon lắm mà cứ ăn đúng hai món có con ăn vậy đó. Vừa đã bán được mấy con cá chú? Nhiều lắm. Hôm nay mới mua cả đống. Trời ơi,
hèn gì con mới vừa gặp cái thằng Minh là nó chửi con liền à. Nó kêu là con đi review làm sao mà nó nồi nó nướng cá tối tăm mặt mày luôn. Nó nướng mà nó không thấy đường ăn luôn, mấy ông ăn sao mà ăn gì mà ăn nó nổi bằng Minh, nó không có thấy đường nó ăn luôn. Nó không có thời gian nghỉ ăn trưa luôn. Mày ơi, mày hết tay lót luôn. Bữa đó là có nhiều người comment hỏi con là sao bà nướng lá lót lại hỏi là lá chuối. Tại nó con nghĩ cái lá sao mà nó to quá như vậy. Thì tí là cái lá đó từ hai quai đó. Nhiều ông mới hay hỏi tôi là tại sao gọi là bò lá lót gọi là lá chuối. Tôi đâu nghĩ là trên ở ngoài bên Mỹ lại có lá lót đâu. À đúng rồi, đâu nghĩ được vậy. Thì té ra là nhập từ hai quai qua các bạn. Nó lên tôi mới hỏi là phải là lá chuối không là gì á. Giờ phải cái gì thắc mắc rồi giải thích từ từ nha các bạn. Thì bữa nay mình được bên Hạnh là ngồi với lại vợ của chú Hải luôn, là cô Hằng thì ngồi bên hông này luôn, hai cô Hằng đúp rồi. Cô Hằng thích thì cô Hằng qua bên ngồi không cô Hằng ngồi bên này với lại em Tiffany nữa, bạn nói tiếng Anh chuẩn lắm. Ở nguyên cái bàn này chắc mỗi em Tiffany nói tiếng Anh chuẩn nhất rồi đúng không? Bữa nay á là chú Hải ở nhà hàng là thứ ba là nghỉ nha các bạn. Nhiều người chắc không biết là thứ ba chú nghỉ đâu. Người ta gọi tới ở bang khác tới không? Có. Tụi thằng quỷ kia xe nó làm cái gì, xe thùng, xe bán kiểu kéo ở Việt Nam em trời. Nó làm xe gì mà nghe tôi hết muốn review luôn á. Mấy tụi nó bán kiểu kéo chứ nó làm đùng đùng đùng. Này chắc giống như tụi mẹ nó phá rồi không? Hay là tụi bị trắng. Nó vậy. Vậy á. One hot tea please. One hot tea okay. Yes, thank you. No. Okay. Phone okay. Rồi. Đây. Khát nước quá còn uống quyền xíu. Uống quá. Cái gì khu vậy? Okay. Thank you. Ủa sao mấy chú uống nước lọc không vậy? Lái xe. À nước lọc không hả? Không uống coca, không uống gì luôn. Cũng bự quá rồi. À. Trời ơi. Thôi vô cụm cái đi uống miếng nước này, nãy giờ mình ngồi khát nước quá. Rồi cũng với các bạn mình ở đây là ai cũng lái xe hết, bên Mỹ là luật nghiêm các bạn. Nên mình chỉ ngồi ké thôi, mình cứ uống bia được. Cái này á nó là fish cake chả cá. Chả cá Hàn Quốc không chú? Ừ, chả cá Hàn Quốc. Ngon quá. Trời nãy giờ khát nước quá, cứ thèm trà sữa. Thèm trà sữa quá mà chú kêu bên này trà sữa bán không ngon nên kiềm chế lại giờ chờ vô ngồi uống bia. Trời nó ngon, tại tôi ngồi 2 tiếng ngồi tôi chém gió không á. Mỏi miệng. À nó rớt cái này cái là để nó rớt dầu xuống. Rớt dầu xuống. Hả nó biết nó tròn cỡ nào, nghĩa là cái chỗ này cái bàn này nó ăn từ trưa tới giờ đó, nó lâu không sạch được luôn á. Là cái ly nó tự động nó chạy vậy á. Là mấy ông biết là cái chỗ này là chỉ cần ông hở cái mông ra một cái là nó phiêu vô nó gì nó điền vô liền à. Điền vào chỗ trống. À điền vào chỗ trống liền các bạn. Bây giờ là ngồi 10 giờ đêm mà ngồi vẫn chưa chờ món lên nó. Là biết cái quán này nó đông loạn tiếng cỡ nào rồi. Cái địa chỉ chú chờ cái địa chỉ đi chú, nó là cái gì chú? À đây. Đây là cái địa chỉ các bạn thua luôn, lần kia mình đọc tiếng Anh cái địa chỉ này nha các bạn. Ok. Đây lên món. Để cái hướng của anh chú vậy. À nướng cho mình luôn hả chú? Đó, đây là lên dĩa nướng nhìn đã các bạn. Đây một dĩa luôn. Đây là bò. Đây là bò gì chú? Chú miêu tả được không? Brisket. À nạm bà Mỹ đúng không chú? Yes, bà nạm biscuit. Yes. Rồi còn cái này rồi chú. Ok. Rồi con. Nè. Rồi chú để chú nướng. Bò Mỹ. Nạm bò mà ăn trong phở hả con? À. Nguy hiểm à. Này nguy hiểm chú. Không. Ok. Là chú miêu tả rồi, cái này là bò gì chú? Cái này là short rib. Short rib. Nó gọi là cái gì đại hàng cái cabi. Lại gọi là gì? Gọi là bò gì ta? Sườn bò. Sườn gabi đại hàng. À là nó ướp là nó ra màu này. Dạ. Yeah. Còn cái này là nó tái hả? Cái đó là không, nó cái đó là cái gì? Đúng. Cũng là thịt bò mà nó ướp khác. À, con nó ướp này là ướp, con này là nguyên chất, không chưa ướp. Dạ. Yeah. Yeah. Đó. Là, sao mà đã rồi, là để còn ngon anh chú cho chú nướng hả? Con có biết làm nấu. Ok. À, vậy con để. À để bên đó đi. Đây các bạn.
mình để qua bên đó họ chuyên nghiệp đây đó. Có hơn đó, mười mấy lần ăn đó, đúng rồi đó 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 các bạn, chuyên nghiệp nướng thì mình chỉ ngồi đây mình ngó thôi, nó thua để đi xa quá đó. Thường cái này là nó lên thì gọi là combo thôi chú, hay sao? Cái này hả là... hay là mình... All you can eat. Có nghĩa là mình muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Cứ mỗi lần mình gọi ba thứ lên ăn hết thì lại gọi tiếp. Là sao? Là có tiền cố định như buffet vậy hả? Ờ. Là bao nhiêu một lần là bao nhiêu tiền? Nó tính theo đầu người hay sao chú? Là bao nhiêu một người là bao nhiêu ta? Đâu cái nhóm này đâu? Ờ rồi nè. À 33 đồng. Trời ơi, tôi đọc tôi không hiểu gì nãy giờ luôn nè. Đây là chỗ này nè, 33 đồng một người. Trời ơi, 33 đồng người, nghĩa là 33 đồng người muốn ăn nhiêu bạn? Muốn nhiêu ăn nhiêu ăn, mỗi lần ngồi gọi là ba dĩa lên vậy. Đúng rồi. Trời ơi. Không còn nữa. Hèn gì nãy giờ tưởng là cái gì ngồi đông tí ra là nó ngồi lâu là do là nó ăn buffet. Trời ơi. Nãy giờ con tưởng cái gì? Đây là buffet nha các bạn, nghĩa là buffet thịt nướng, nghĩa là bạn muốn ăn bao nhiêu ăn, có gồm có seafood nè, có mực, có đồ đầy đủ luôn chú. Đúng rồi. Bò này nọ đầy đủ luôn. Ủa, như tính là ba mấy đồng ở Việt Nam, tính là tiền Việt Nam là tầm 700 mấy gà một người là bạn ăn mệt nghỉ ở đây luôn. Ủa, có tính bia nước chưa cho? Hay là tính riêng? Nước thì không có tính. Nước không tính đúng không? Chỉ có bia tính thôi. À, bia tính thôi, vậy là nước không tính. À, vậy đó. Đó, các bạn nào muốn ăn thì đi hai người qua đây, mỗi tính là tính tốn 6 mấy đồng thôi, cũng rẻ không? Dạ. Ôi, ăn mệt nghỉ luôn. Vì là chú thổ địa ở đây, bạn đây là thổ địa, mới tìm được những cái quán như vậy các bạn. Hèn gì nãy giờ thấy cái tụi mẻ, tụi đồ gì cũng vô nó ăn mà. Ăn quá trời. Ăn quá trời ăn luôn. Gồm có là thịt bò không hả chú, hoặc có thịt heo, thịt dê đồ gì không? Đầy đủ luôn, gà luôn. Cái heo, gà, mực, tôm. Đây quay còn vô mình coi chú họ nướng thịt đi. Đó. Thường là hai nhà chú là đi là ăn được bao nhiêu dĩa như vậy? Trời nhiều ạ. Cứ mỗi lần một dĩa là 3 món, một dĩa là 3 món. À hèn gì thằng quỷ nãy nó ăn 3 dĩa kia xong dĩa 3 món xong ta chụp hình đó hả? À trời ơi. Nó cho mình lần 3. À, nè không. Ôi nhiều lắm á, ba món này ăn biết khi nào mới hết nè. Minh hôm nay là ăn dữ lắm. À đây nó nướng xong nó chảy mỡ xuống đây nữa bạn. Tươi chứ hả chú? Tươi rói. À hồi mình ăn hết cái này mình gọi thêm nữa. À cái này là ăn hết là được gọi thêm, cái kiểu Hàn Quốc nó là vậy bạn, cái topping mà ăn hết là gọi thêm thôi. Ủa thường là ăn với rau. À đúng rồi. Nó ra bây giờ đó. Nó có bao gồm không chú? Có luôn. À, là mình ăn hết rau mình gọi thêm cũng được luôn. Đúng rồi. Ồ, kiểu này cái sức ăn của tụi Mỹ nó ăn khỏe lắm, nó lỗ chết luôn á. Chứ đúng người Việt Nam công nhận thì ăn không nổi thiệt, nhưng tụi Mỹ nó to ấy, đúng không? Đúng rồi. Đúng không chú? Nó ăn thấy bà luôn. Rồi, chín rồi này nha. Rồi, ăn đi mọi người, ăn đi nha mọi người. Rồi, cô ăn tự nhiên nghe con, Minh nó quay chút xíu thôi, nó quay 5 phút. Quay cảnh cho chúng. À, chúng mình nướng nhiều loại đi coi thử nướng lên sao. Nướng mấy cái loại đó, đó. Cái nồi này là cái gì? Cái này là sườn. À. Sườn không sườn. Rồi chú bỏ cái thử cái bài nhầy lên thế lại nó gọi là cái gì nhú? Cái này hả? À, đó. Cái này thịt bò ướp thôi. À, bò ướp thôi. Trời, ăn thơm phức. Nãy bên Mỹ mà ăn nhiều đồ ăn chơi lắm bạn, các bạn phải biết ăn chơi, gặp thổ địa. Ví dụ như chú Hải. Mời everybody. Ok, thôi mọi người ăn nha. Chú Hải ăn tự nhiên, chú Hải. Chú Hải rồi cô Hằng ăn tự nhiên luôn đi, cô ăn đừng có ngại. Trời ơi. Ăn em ăn thoải mái nha. Rồi, ơi cảm ơn chú nha. Trời ơi, đây các bạn mình đã lên. Rồi thôi được rồi chú, được rồi, để con ăn nhiêu gấp. Được rồi chú. À. Minh. Rồi Minh, này Minh này con lấy giùm cho. Rồi, Minh, chỉ Minh. Minh ăn trái không? Mình ăn gì? Rồi được rồi, nó ăn miếng được rồi á. Chút nữa nó ăn á, ăn sau. Thường tiếp. À, để con chú nướng. Đó, coi bên kia ăn rồi, coi quay em Tiffany ăn kìa. Coi em đi ăn chuyên nghiệp rồi các bạn. Mình quay qua em Tiffany ăn rồi, quay tôi hoài rồi, nhìn nó chán quá rồi, quay em nó ăn thử đi. Đó, coi ăn chuyên nghiệp rồi, bỏ cái miếng gì đó.
cái gọi là gì ta, cái gì đó đi em, bánh phở. Ồ, tụi Hàn Quốc nó có bánh phở nữa hả ta? À, rồi chú ăn đi chú. Cái này là củ cải đó. À dạ. Rồi ok. Rồi chú Hải ăn sao? Ăn không vậy luôn hả? À, chú Hải ăn cuộn này vậy? Hả? À đúng. Kệ chú Hải. Thoải mái mà các bạn. Nó tự nhiên mà nó. Ăn đâu có ngại đâu, chú Hải là không có ngại. Ở đây nguyên cái bàn này ai cũng ngại, mình chú Hải là không có ngại thôi. Đó, ăn là vậy á. Mình sẽ ăn theo kiểu hồi nãy em Tiffany ăn nè. Và ăn miếng này vô. Rồi. Thiệt tình. Chuyên nghiệp quá. Mời Minh nha Minh. Mời Minh nha Minh. Mình mới quay xíu nha các bạn, thông cảm nha. Giờ mình ăn thử quán chú giới thiệu đây. Bỏ miếng này vô nè, xong cuộn lên. Không có chấm gì không ta? Ồ, đâu chấm này nè. Chấm này hả chú? À, chấm. Chấm này, mỗi người thái miếng đi. Chấm thử này hả? Thử cái vậy đi. Rồi, đây. Về em ăn. Bò mềm. Ăn miếng đó hả? Kim chi rồi. Đây, kim chi tại Mỹ. Tụi Hàn á, nó làm rõ chét nhưng mà thiệt là nó không có cay bằng của Việt Nam mình đâu. Đúng rồi. Wow, chua chua. Ăn đỡ ngán á, ăn cái này đỡ ngán. Ngon không ạ? Ăn uống bia mà trời lạnh lạnh lạnh, cali mà về đêm á chú. Ngồi ấm. Ở trong kia có cái ở trong quầy kia nữa nhưng mà mình không thích. Ngồi thích ngồi khung cảnh gì nè. Nhìn nó đẹp, đúng từ trong phim Hàn Quốc á. Đó, ăn mạnh cho chú. Mạnh cho nha. Ok. Minh ơi, ăn Minh ơi. Thôi giờ dừng lại chút xíu để cho Minh nó ăn cái phần này xíu rồi quay sau. Giờ chú chắc chú ăn hết này xong chú lên dĩa khác luôn quay tiếp. À xứng hấp đây các bạn, mới lên món. Để gọi là mình hấp mà chú. Covid ăn gì sao ăn? Chia ra ăn sao ta? Hả? Mọi người dính miếng hả? Ờ, có muỗng hả? Mọi người dính miếng. Bây giờ mình dính miếng thì mình lấy ra đi. Giờ sao? Lấy men đây xong một cái con ấy đúng không? Cho con mượn cái muỗng xíu để con dích ra riêng ra cho. Đây các bạn mình review xíu cái món trứng. Ủa không, combo luôn đúng không chú? Đây, ở đây là combo luôn, là cái món canh trứng. Thì ủa sao sống người có hai cái thì mình vẫn xin được mỗi người một cái mà đúng không? Nhưng mà phí. Không, nó gọi nữa. À, nó gọi nữa. À, còn thêm món đó là mình. À. Cái này bánh kim chi. À bánh kim chi. Bánh kim chi. Ok, thank you. À kim chi ban kịch. Đây, bánh kim chi. Dạ. Sẵn sàng rồi. Ủa là ăn luôn hả? Sẵn sàng luôn hả? À ăn vậy luôn đó. Rồi coi chú Hải chia bánh kim chi. Là thành phần là gì chú? Hả? Thành phần nó là gì? Bột với kim chi. À, kiểu như là nó cho mình ăn cho nó no nhanh để ăn thịt, bớt ăn thịt nó hao quá các bạn. Cái mấy cái chiêu nhà hàng buffet là tôi rành quá mà tôi biết hết đó. Bịa ra nào là bánh phở nè, bánh kim chi rồi. Canh trứng rồi. À, rồi ok chú. Gấp cho chân mình. Đó các bạn chiêu trò để mình quay thử nhà hàng Mỹ buffet rồi cho ăn gì thêm cho nó no nữa. Giờ mình sẽ ăn thử cái món gọi là chú nói là cái thịt cái gì đó. Sườn. Cái sườn của con bò. Cái miếng bự bự cắt chú cắt ra các bạn. Đó. Chấm hết tất cả các nước sốt đi. Chứ mình có biết cái nào ngon cái nào dở không. Này. Mềm không? Không có dai. Đa số thường thường nhà hàng buffet nó hay làm dai ăn cho nó dai thích mẹ luôn nhưng mà này nó làm mềm mà. Ngon chú Hải khói ăn là vậy đó. Bụng bự là có lý do á bạn. Ngồi chơi 2-3 tiếng đã được ăn buffet mà. Đây. Bánh kim chi các bạn. Dẻo dẻo. Ok. Nói chung là ăn vô á hả. Nó rất là no nhưng mà. Ông nào mà ăn kiểu như là bào á. Bỏ ra ba mấy đồng mà ăn lại vốn á. Đúng rồi. Thì được ăn bánh kim chi. Đây giờ mình thử miếng này nha.
Đây là cái món canh trứng. Canh trứng này bạn muốn ăn hết là bạn kêu nữa vẫn được nha. Đây. Làm hấp tiếng nha. Thôi chào con xin cái này để review nha, chứ giờ nó vô quá ăn xe không có được. Được không chú? Gọi thêm cái khác. À, gọi thêm khác nha. Đây cho mình review rồi nên đây. Hy sinh nghệ thuật một cái chén này để review. Chú Hải là chú Hải muốn hấp lắm rồi đó. Hải muốn hấp con canh trứng không? Không. 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 Chút xíu khó nha. Đây các bạn. Nóng nha, thơm các bạn. Cũng được, cũng ngon. Đỡ ngán với món thịt. Chứ bạn mà ăn thịt không nó cũng ngán lắm. Ủa nãy nó kêu cho salad mình ăn mà nó không cho luôn đúng không? Nó mang ra liền. Theo đâu thấy các bạn là có salad đâu? Không đâu thấy bạn là có salad đâu ta? Được chú, con ý con hỏi là nó có hay không đi. Còn sao không được. Ngon, cái canh trứng này cũng ngon các bạn. Lạnh ăn canh trứng này cũng được. Ngon nha. Ngon chú. Thích quá. Rồi ăn rồi. Với cái giá này mà lao động mà chân tay ở tại Mỹ á, một giờ là cũng mười mấy đồng mà tính ra làm cũng hai giờ là ngồi ra ngồi ăn mệt nghỉ đúng không chú? Đúng không chú? Đó các bạn. Ăn quà vốn luôn. Tính là có ba mấy đồng nhưng thì là giờ lao động ở Mỹ cao lắm, bạn tiền cao lắm so với Việt Nam á bạn, nên tính ra là bạn làm 2 tiếng mà bạn ngồi ăn nguyên tới khuya luôn, từ chú quốc ăn 9 giờ tới 12 giờ luôn cũng được. Nó có giới hạn giờ không chú? Không. Ăn no là về thôi. Đó. Ở đây là ăn buffet nên cho mấy ông khỏi nhắm vô một món kêu, giống như bữa ăn nhà hàng chú Hải là cái món kêu món cá với món bò lá lốt, là ở đây là buffet là mấy ông muốn ăn gì mà ăn. Đúng rồi. Bữa khách nó tăng đột biến không chú? Hả? Bữa khách nó tăng đột biến vô ăn không? Đột biến. Khách tăng đột biến á. Ừ. Tăng chứ. Trời ơi, salad nữa các bạn. Đây cho con mượn cầm xíu con nhạc kìa mọi người. Đây, bạn cũng bị quyền coi kêu salad ra đây bằng chung với thịt cho đỡ ngán. Ăn hết kêu nữa nha. Nó không có giới hạn, ăn đi chú. Nha. Trong này nó có gì này? À, để bên đó ăn đi chú. Không, đưa mọi người. Hả? À, tôi có ăn review không ăn gì đâu. À, để bên đó đi, phụ nữ à. Nhưng phụ nữ. Phụ nữ thế này. Phụ nữ nè. Mình chỉ review cho bạn coi ở đây có món gì, rồi trình tự ra bao nhiêu món, rồi trong giá mà ba đô là một người thôi. Đó, cho bạn coi. Được chứ bộ. Mình thấy giá hợp lý á. Đâu muốn miếng bò tái hồi nãy, cái bò mà dụng nãy cái chú là cái nào đâu. Nãy con bỏ vô đây cho con chưa ta? Con thử thôi, nó ướp là thế nào. Ta tái được rồi chú, rồi cũng không cần chín lắm đâu. À dạ đúng rồi, tái được chú, ăn phở tái mà. Đây. Đúng rồi, ngon lắm. Đây, mình ăn thử miếng tái này thử là nó ướp như thế nào các bạn. Thì có ba loại bò là bò nạm nè, bò sườn này lại bò tái thì nó ướp khác nhau. Mình ăn thử. Đây. Nó dạng như là phở tái của bạn vậy á. Nhưng nó ướp rồi cũng khỏi cần chấm, mình ăn thử thôi chú. Ngọt ngọt. Mềm mà. Ăn miếng giá thử coi. Mềm á. Đây. Ở giá chua này sao? Giá chua rất ngon á. Cái đó gọi là cái gì à? Nếm mầm. Bean gì đó là giá đậu nành, giá đậu nành. Dạ. Nó lên mầm luôn, nó lên hột luôn mà. Đó, cái đó ngon. Ăn nó giòn giòn. Ngon. Được, đây là một cái cũng là một địa điểm đến cho các bạn. Ăn chơi về đêm cũng được, buổi trưa cũng ăn mà chú. Vô buffet không? À, có chứ. Đúng. Cũng vậy. Vậy luôn hả chú? À, trưa cũng vậy. Ồ, nhà hàng này đông lắm bạn. Tính ra một ngày nó tiêu thụ cái tấn thịt đó chứ mọi. À các bạn, đây là lên đây món thịt lưỡi nữa các bạn. Lưỡi bò. Lưỡi bò đúng không chú? Lưỡi bò. Ồ, lưỡi bò mà nó làm nó thành vậy luôn á hả? Ừ. Nó để nó cắt nha. Nên mình cầm cái đồ gấp mình cho bạn coi nè. Đây. Nó sái mỏng là gì nữa các bạn. Ồ. Đó giờ mình không biết. Rồi. Đấy là bạn kêu thoải mái nha, nhiều loại thịt của con bò lắm. Còn kêu cơm thêm ăn nữa các bạn, đầy đủ nha. Bạn muốn ăn cơm thì ăn nha. Ăn chuyên nghiệp ghê không? Ăn kho tây nghiền này nọ luôn. Mình là bắt đầu mình thấy no rồi các bạn ơi, mình nói hết chịu nổi rồi. Đây thịt lưỡi đã chín rồi. Ta tái được chứ không phải là ăn gì luôn. Ăn chín. Chín à? À lưỡi phải chín hả chú? Đó, thịt lưỡi các bạn.
Nên là chú nói là cái này là đông đá lên xong rồi thái là nó dễ hơn các bạn. Thịt lưỡi á, ở bên Việt Nam mình là lưỡi bò hay cắt cục lên ăn là bạn nhìn thấy nó tái tái, còn đây là nó làm đỏ chét lên, nhìn nãy mình cũng tưởng đâu là nó là giống như cái thịt sườn hồi nãy. Thường lưỡi ở bên Mỹ này mình mua bao nhiêu cái lưỡi chú? Giá là sao ta? Tính bao rồi chú? Vẫn bán ngoài chợ rồi chú? Bán ngoài chợ. À, nói nghĩa là ăn cái món thịt lưỡi này bạn sẽ nói tiếng Anh nhiều giỏi dễ hơn các bạn. Mình ăn hai lần thôi mà giờ nó lên tới cấp mấy rồi. À. Master. Rồi, gắp lưỡi nè. Lấy miếng lưỡi rồi, lấy. Không biết gắp miếng lưỡi nha. À lấy đi, lấy đi. Dạ. Đây gắp miếng lưỡi. Đó. Rồi, đây các bạn, đây mình gắp miếng thịt lưỡi mình ăn thử nha. Rồi. Thử sao? Chú quảng cáo là thịt lưỡi ở đây là ngon nổi tiếng. Đây. Rồi chú ạ. Thử các bạn. Nó dai sụt sụt. Nó khác với thịt bò. Ngon các bạn. Miếng đãi rồi. Mình được chăm sóc ghê các bạn. Mình được cô Hằng ngồi đó, gấp liên tục. Ngon á. Cái lưỡi ngon. 5 miếng thịt lưỡi nữa nè. Đó, cũng ngon các bạn. Thế sao ăn cái lưỡi nhiều á, nó không có, nó đỡ thịt bò cái là đỡ bị gút. Nội tạng, nói cho nội tạng ăn nhiều cũng gút đó chú. Nội tạng nhiều á. Ở đây có sách bò này nọ gì không chú? Nếu có sách bò mà trái cũng có mà. Nó có lại gì nè? Trái. Sách bò nó gọi là trái. Chạp. Trái. 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 No, no, nó có. I think they have it. Oh yeah. Okay. À, cái này hả chú? À, cái đó đó, nó có món gì trong đó để mình order, mình gọi đó. Mình đứng dậy cái nhân mình tê cái chân quá. Ngồi mình tê chân quá. Tê dầu á. Đông các bạn giờ này đi ra cái là có người phiêu vô liền luôn mà mình đứng ngồi tê dầu quá. Tê dầu quá chú. À ok rồi, mình ăn đi mình. Cái này là pork belly là thịt bao rồi. À bao rồi heo. Heo. Ngon á. Thôi. Còn ghi lại gì nữa kìa. Bạch tuộc. À. Ba loại heo, nó là bạch tuộc. À, nhiều món với bộ các bạn. Tê hết cái giò. Ngồi ăn mà tê giò lắm, buffet mà ngồi tê cái giò luôn là bạn biết không? Vẫn còn cái món khác nữa hả chú hả? Còn nãy anh con menu còn cái gì? Không có. Sách. Thôi thôi, cái brisket. À, sách thôi con. Gọi là sách hả? Tripe. Strap. Tripe. Strap. Còn stomach đó là dạ dày. Bao tử. Bao tử. Nó khác nữa chú. Stomach là khác nữa. Ủa con tưởng nó là con bò nó 4 ngăn thì được gọi là stomach chứ ta. Nhưng mà nó phân ra hả chú? Còn dạ dày màu đen là nó gọi là cái gì chú? Cái nào? Cái dạ dày màu đen á. Nó đen thui thù lùi luôn á. Không biết hả? Mỹ nó ăn cái đó. Có mà, nó ăn chú lẩu hai đi lao quá chú. Chú biết hả lẩu hai đi lao không? Em biết lẩu hay là... À. À. Mà như Mỹ nó không ăn đó. Mấy cái đồ bao tử nó không ăn. Không ăn à? Nó không biết ăn. Nó không biết ăn. Mỹ nó không ăn. À, vậy là châu Á mình bên đây bên Chinatown nó ăn quá trời luôn. Ờ, chú nó ăn quá trời luôn. Mà tụi Mỹ nó không ăn. Mỹ nó ăn lưỡi thôi. Ăn lưỡi. Ăn lưỡi được. Đây là thịt heo các bạn. Nhìn đã ngon, đầy đủ heo, gà, hải sản, nguyên miếng mực to cho bé lửa luôn. Mực nó tươi không chú? Mực tươi không? Yes. Mực thì sao nó nhìn màu đen đen vậy, nó mà gọi là mực gì chú? Nó đủ nó lại mực á. À. Đây thịt heo chú Hải nói phải nướng cho nó chín kỹ. Đúng rồi. À, còn đây là gọi mực hay bạch tuộc chú? Cái này hả? Cái này mực. À, mực. Nè đúng rồi, cái rau của nó là rau mực. Mực nó cũng to. Đó. Nướng nó tèo 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 vậy. Ăn cũng ăn bao nhiêu ăn mà. Không thôi ngày mai nhớ đó đó. Ok ok ok. Đó, đúng đó, bà tuột, lông nhầm thôi đúng mực. Cái này bữa mình đi review cho bạn coi mấy cái gì đó, hải sản ở bên Cali này chưa review các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bây giờ là tập trung ăn đồ nướng buffet thôi.
Thì bữa chú Hải tư vấn cái quán hải sản khác là mình sẽ review sau. Chú hay ăn hải sản không? Chú? Ăn chứ. Ăn hào á. Hào hả? À, oyster á, hào gọi là oyster á. Ở bên Cali nổi tiếng là mấy món hào chú, oyster nhiều. Tại cũng học tiếng Anh thấy cô mới dạy á, mới nói là bên Cali tiếng oyster nhiều. Nổi tiếng, gọi là món phổ biến, babula hả chú, gọi là gì, babula hả chú? Popular. Đó, nói tiếng Anh đó chú, nhiều khán giả kêu chú nói tiếng Anh rồi, mấy đứa ở ngoài Việt Nam nó học tiếng Anh. Cái này gọi là, ba rọi là gì chú? Pork belly. À, pork belly nha các bạn, belly là cái bụng á. Pork là cái thịt bụng, mình gọi là thịt ba rọi á bạn. Còn mực là squid. Squid. Rau mực gọi là gì chú? Tentacle. Tentacle hả? Ten là 10. Không, tentacle. Đọc vậy không phải là 10. À, giờ cái rau này gọi là chú spinach đúng không chú? Spinach đúng không? Spinach. Rau muống là Water spinach. Water spinach. Water spinach. Đó, mình làm caramel mà được đó hả? Được chú gắp liên tục thôi để cho con xuống miếng để con tự gắp được rồi. À rồi, 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 rồi chú, rồi, cảm ơn chú. Chú một miếng không mà chú gắp toàn là full full hơn các bạn. Khuya rồi, 11 giờ đêm rồi, kiểu này tôi đang giảm cân, cái này sao giảm được các bạn. Đi với chú Hải là không giảm cân được rồi. Rồi, Minh nó cần ăn cái này nè. Cháu mập rồi cháu. Trời ơi. Mày ăn đi. Trời ơi, thịt heo dòng quá. Đây. Ủa, để cho con bé kia nó ăn. Không ăn hả? Em không ăn hả? Trời ơi. Đi qua Hàn Quốc thích ăn thịt heo lắm. Thịt heo mà cua nướng ăn với rau sống rồi đó. Đây đang thử thịt heo bên này sao? Mềm không? Mềm. Mềm lắm. Qua đây ăn cái gì cơm tấm thịt heo ngon kìa. Nước ở bên Việt Nam không bao giờ cũng ăn á. Qua đây là kiếm thịt heo ăn rồi. Cứ ăn phở bò hoài nó ớn thôi chú. Đúng rồi. Phở bò hoài ớn. Đi kiếm thịt heo ăn các bạn. Ở Việt Nam á là đi kiếm thịt bò ăn. Còn qua Mỹ là kiếm thịt heo ăn bạn, tại cái gì cũng thịt bò hết á. Ở Mỹ thích ăn thịt bò luôn, bít tết rồi này nọ rồi búp bê rồi. Thịt bò không hả bạn? Đó bạn, nói chung là mình gọi là review bạn so hết coi thứ ở khu Korean Town này bán cái gì ăn nổi tiếng thì nó quán gọi là món thịt nướng buffet này các bạn rất là đông, mình review bạn coi rồi đó. Thì bạn nào có nhu cầu ăn uống đi chơi xuống khu Korean Town thì nhớ cái quán này ăn. Chú Hải giới thiệu với ba đồng một người thôi là ăn buffet thoải mái, bò gà hay dứa gà nữa mà đúng không chú? Nhiều món lắm thì ăn thoải mái, còn nước thì tính tiền riêng, cứ ba đồng người ngồi ăn không tới giới hạn giờ luôn. Mình nó nói là ở dưới khu OC là phải Orange County không chú? Là ăn giới hạn là 1.5 tiếng. Đó, giới hạn 1.5 tiếng, còn bên này là không giới hạn nha, bạn muốn ăn ngồi bao nhiêu ngồi à. Thôi nói chung là cảm ơn các bạn xem đến phút này nha, nó hay những cái kênh nhớ like chia sẻ nữa, còn điều thứ hấp dẫn hơn ở đây đằng sau. Đi này là đi giao lưu lại chú Hải, hỏi thăm tình hình là chú Hải sau khi đi review cái quán của chú thì sao, mà thằng Minh nó chửi mình quá, nó kêu là nó ngồi nó nướng cá mà tối tao mặt mũi. Đó. Thì thật sự là cái quán đó bữa mình đi vô đi review chú Hải là review gọi là vô tình cho review thôi, chứ không phải là đi quảng cáo chú Hải đâu bạn, mà người gọi gói ăn cháy máy chú Hải thịt gì đó, thịt bò lá lót à, thịt bò lá lót. Mình nó kêu bình thường nó nướng cá rồi họ thông thả, bữa đây rồi nó nướng 3-4 lò nướng liên tục. Thôi mình nói giỡn các bạn, nói chung là nhà chú Hải rất là thân thiện ngon, thì bạn thích ăn thì bạn cứ qua ghé qua thứ ba chú nghỉ. Còn qua khu Korean Town này thì ăn cái đồ nướng này bạn ăn thoải mái. Mình ăn ok mực nhé. Đâu còn cái rau mực đây chú. Ô, cái rau mực ngon á, cái này uống bia là hết sảy. Dạ, rồi, 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 chúc rồi, 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 chúc rồi, cảm ơn chú. Đây mình ăn thêm rau mực. Rồi, mình ăn một miếng rau mực nữa là mình review cuối cùng nữa là kết thúc nha các bạn. Em ăn mực nè. Đấy em. Này phải cắt nhỏ cho ăn nó dễ nè. Tôi ít á, đúng rồi. Đó ha. Thử nó tươi không bạn, hồi nãy mình ăn đồ nào cũng tươi các bạn. Bên Mỹ thì thật sự là thực phẩm nó rất là đảm bảo. Nhìn nó cũng tươi.
vệ sinh an toàn thực phẩm cao đúng không chú? Bên Mỹ á nó kiểm tra vệ sinh thực phẩm cao đúng không chú? Muốn mở nhà hàng rồi cũng khó khăn, phải kêu lập giấy này nọ rồi. Mình học không có lớp vệ sinh. Ủa? À, lớp không? Yeah. Ôi, giòn ngon mà. Mình đưa thẻ ấy cho khóa. Rồi coi, không mình đưa thẻ mà. Không đưa thẻ còn không có chìa khóa gì em. Nguyên chùm nhiều. Tại bạn ăn được lái xe dùm này nọ luôn. Nhưng mà giữ xe lần 4 đồng nhú. Yeah, 4 đồng. Ok bạn, thôi. Mình có phút nha bạn. No quá. Đi hôm nay mà mệt nữa bạn. Sáng mới chiều.